Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2020 theo âm lịch là ngày 11 tháng 6 năm Canh Tý. Hôm nay là ngày Ất Hợi tháng Quý Mùi năm Canh Tý và hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Giờ Hoàng Đạo trong ngày giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, giờ Bính Tuất từ 21 giờ đến 23 giờ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Về ngũ hành niên mệnh, sơn đầu hỏa, ngày Ất Hợi, tức chi sinh cho can, có nghĩa là thủy sinh cho mộc các bạn nhé. Và hôm nay là ngày cát, rất tốt. Về nạp âm, sơn đầu hỏa, kỷ tuổi, kỷ tỵ, tân tỵ, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, quý dậu, ất mùi, thuộc hành kim, không sợ hỏa nhé. Ngày Hợi lục hợp với Dần, tam hợp với Mão và Mùi thành một cục, xung với Tỵ, hình Hợi, hại thân, phá Dần và tuyệt Ngọ các bạn nhé. Tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Tý. Và xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là trong ngày này, cái vận trình của bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có tam hội cục phù trợ mà bạn tuổi Tý sẽ có một ngày rất chi là thuận lợi trong công việc. Bạn có thể sẽ gặp gỡ được quý nhân sẽ giúp cho bạn khắc phục được những cái khó khăn còn tồn đọng trong suốt cái thời gian qua đó bạn tuổi Tý nhé. Và thứ sáu này với bạn tuổi Tý, bạn mệnh cũng có thể hoàn thành thuận lợi công việc được giao, nhờ thế nhận được cái sự tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên nữa đó. Và bạn tuổi Tý, bạn hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được thành công rực rỡ trong tương lai của mình nhé. Bên cạnh đó, trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý, ngày này bạn cũng đang gặp thực thần xuất hiện. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Tý, đối với những bạn làm nghề tự do sẽ nhận được một cái khoản lãi đáng kể vào ngày hôm nay. Và bạn tuổi Tý có những cái quyết định đầu tư trước đó của bạn là hoàn toàn đúng đắn và bạn đang được hưởng lợi từ những cái việc này đó bạn tuổi Tý nhé. Trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý, đối với tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim, công việc của bạn thì rất chi là thuận lợi, hanh thông. Tử vi bạn tuổi Bính Tý thuộc thủy thì bạn giải quyết được những cái khó khăn trong công việc nhé. Về tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, cấp trên đang tán thưởng bạn. Về tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, bạn tiếp tục cố gắng hơn nhé. Về tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, tài chính của bạn thì có phần được khởi sắc. Đánh giá chung sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao bạn tuổi Tý nhé. Về con số may mắn của bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này là số 5, số 7. Về giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ.
Tử vi thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Sửu. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Sửu bạn sẽ đạt được những cái thành công đáng kể vào cái thời điểm này nhá. Với bạn tuổi Sửu có đầu óc minh mẫn và có nhiều mưu lược, bạn có thể đưa ra những cái quyết định đúng đắn, dẫn dắt mọi người đi tới cái thắng lợi lớn lao nữa. Tuy nhiên á, trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu, bạn lại cần phải mở rộng lòng mình và trò chuyện với mọi người nhiều hơn nữa nhé. Bạn không nên tạo ấn tượng mình là một con người lạnh nhạt, khó gần đó. Chia sẻ suy nghĩ với mọi người sẽ khiến cho cái việc hợp tác trong nhóm càng thêm thuận lợi hơn với bạn tuổi Sửu nhé. Tuy nhiên á, trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thổ hỏa xung khắc. Cái điều này bản mệnh tuổi Sửu cần phải rất quan tâm đến gia đình của mình, bởi dường như bạn đã dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình rồi. Nhân cái dịp cuối tuần này á, bạn hãy tổ chức một cái bữa ăn để gắn kết tình cảm gia đình giữa các thành viên hơn bạn tuổi Sửu nhé. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, trong cái ngày thứ sáu này á, bạn dễ dàng đạt được thành công. Về tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, bạn minh mẫn và có được cái sự sáng tạo nữa. Về tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Mão, bạn cần trò chuyện nhiều hơn với mọi người nhé. Về tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, bạn đang quá coi trọng sự nghiệp của mình nhé. Về tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, bạn quan tâm nhiều hơn đến gia đình của mình đi. Đánh giá chung về sự nghiệp của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này đạt 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm của bạn có phần hạn chế 3 sao. Về con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Dần. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy rằng là trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dần, bạn đang gặp ngày có ngũ hành tương phá. Cái điều này gây ảnh hưởng lớn tới bạn tuổi Dần trên cái phương diện tình cảm nhá. Ngày này đối với những bạn đã có gia đình rồi thì bạn cần phải quan tâm và tâm sự với cái nửa kia của mình nhiều hơn, nhằm hàn gắn những cái rạn nứt vốn đang tồn tại của hai người đó nhá. Và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dần, đối với những bạn chưa lập gia đình cũng gặp nhiều trắc trở trong cái chuyện tình cảm của mình đó. Bạn mệnh tuổi Dần khó có thể tìm được một người ưng ý, dù có xung quanh bạn có rất nhiều đối tượng muốn tiến tới đi chăng nữa với bạn nhé. Có lẽ bạn tuổi Dần bạn cần phải đợi thêm một cái khoảng thời gian nữa thì vận may sẽ đến với bạn nhé. Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dần, may mắn là bạn đang gặp được chính tài đổ mệnh mệnh. Cái điều này sẽ rất có lợi cho bạn tuổi Dần. Bạn có được cái sự cần cù, cẩn trọng, và nếu như bạn tập trung vào công việc, bạn có thể gặt hái được những cái thành tích đáng mơ ước, đáng tự hào đó nhé. Và bạn tuổi Dần, bạn cần hãy đặt ra những cái mục tiêu tham vọng và tìm cách thực hiện hóa cái điều đó đi bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, vợ chồng đang có cái điềm báo, có cái sự
rạn nứt về chuyện tình cảm. Về tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, bạn cần phải tâm sự nhiều hơn. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, tình cảm của bạn không được như ý muốn. Về tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, bạn có được cái sự cần cù làm việc nhé. Về tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, bạn đang thực hiện cái mục tiêu của mình đề ra một cách tốt đẹp. Đánh giá chung sự nghiệp của bạn tuổi Dần trong ngày này: 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn: số 0, số 6. Giờ tốt: từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: màu xanh rêu, xanh da trời. Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Mão. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Mão, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi. Cho nên cái vận trình của bạn tuổi Mão, bạn có được người trợ giúp, bản mệnh luôn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào bất cứ cái công việc gì trong ngày nhé. Tuy nhiên á, bạn tuổi Mão, những cái suy nghĩ của bạn lại có cái xu hướng lý tưởng hóa nên thường thấy chán nản ngay sau khi bắt tay vào công việc đó. Và bạn tuổi Mão trong ngày thứ 6 này, cái mối quan hệ xã giao của bạn mệnh phát triển rất chi là tốt đẹp, bởi bạn đang luôn là một người hiền hòa và vui vẻ nhé. Mỗi khi đối diện với khó khăn, bạn tuổi Mão thường không quá lo lắng, bởi bạn biết chắc chắn sẽ có người sẽ sẵn sàng giúp đỡ hoặc dẫn lối cho bạn. Trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho mộc. Cho nên ngày hôm nay gia đình của bạn tuổi Mão có được cái bầu không khí rất chi là hài hòa, ấm áp. Bạn và nửa kia của mình luôn tâm sự với nhau mọi chuyện, dù cho đó là cái vấn đề nhỏ nhất hay là vấn đề lớn, những cái quyết định có rất chi là ý nghĩa với bạn. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, bạn rất hăng hái làm việc. Về tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, bạn dễ dàng bộ dở giữa chừng nhé. Về tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, bạn cần phải thực tế hơn. Về tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, xã giao của bạn được tốt đẹp. Về tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, vợ chồng được có cái sự hòa hợp bạn nhé. Đánh giá chung về sự nghiệp của bạn tuổi Mão trong ngày thứ 6 này: 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm của bạn thì được 5 sao nhé. Về con số may mắn: số 1, số 2. Giờ tốt: từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường: màu xanh lá cây, xanh rêu. Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Thìn. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày có chính ấn xuất hiện. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Thìn rất được lòng mọi người xung quanh, bởi bạn là một người thông minh và nhân hậu nữa. Tuy nhiên, bạn tuổi Thìn, bạn tính của bạn không ham lợi danh hay an phận thủ thường sẽ khiến cho bạn trở nên thiếu được cái động lực để làm việc của bạn tuổi Thìn nhé. Và bản mệnh của bạn tuổi Thìn, bạn vốn là người rất có tài năng và bản lĩnh. Nếu như bạn chịu đặt ra cho mình cả những cái đích đến tham vọng hơn thì chắc chắn
bạn sẽ có được những cái bước thăng tiến vững chắc trong cái sự nghiệp của mình. Và bạn đừng từ chối những cái cơ hội trước mắt của mình, bạn tuổi Thìn nhé. Tuy nhiên á, trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang có cái điềm báo gặp ngày thổ xung khắc. Cái điều này, bạn tuổi Thìn, bạn cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia của mình. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, bạn đừng có khăng khăng bắt người ta phải nghe theo ý của mình. Chắc gì suy nghĩ của bạn đã hoàn toàn đúng đắn, bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, bạn được lòng mọi người trong ngày. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, bạn là người có tài năng đó. Về tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, bạn cần có tham vọng hơn nữa. Về tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, bạn an phận thủ thường. Về tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, bạn cần phải bình tĩnh khi tâm sự về cái chuyện tình cảm với nửa kia của mình nhé. Đánh giá chung về sự nghiệp của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này: 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này là số 2, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Tỵ. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy rằng là trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tỵ, cái vận trình của bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tỵ không ý thức được hoàn cảnh giao tiếp của mình. Bạn là người có tài ăn nói, thế nhưng trong ngày hôm nay với bạn tuổi Tỵ, bạn thường nói năng không suy nghĩ, dễ gây ra mất lòng những người xung quanh đó bạn tuổi Tỵ nhé. Và bản mệnh của bạn tuổi Tỵ cũng có một ngày vất vả, bạn ôm đồm quá nhiều công việc vào mình nữa đó. Có tham vọng là rất tốt, thế nhưng bạn không thể thực hiện được ước muốn của mình ngay lập tức được, mà bạn cần phải bình tĩnh để thực hiện từ từ từng bước một bạn tuổi Tỵ nhé. May mắn là trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang được ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tỵ, bạn là người có tương lai thuận lợi, bởi bạn luôn nghiêm túc với những cái công việc được giao. Tuy nhiên, bạn hãy suy nghĩ cởi mở hơn, gạt bỏ những cách nghĩ cũ kỹ, lối cũ, có thể làm cho bạn sẽ thăng tiến nhanh hơn nhiều đó bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, bạn nói năng không suy nghĩ đó. Về tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, bạn dễ gây mất lòng người khác. Về tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, bạn làm việc có phần vất vả. Về tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, bạn nôn nóng quá mức trong việc thực hiện tham vọng của mình nhé. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, suy nghĩ của bạn cần phải cởi mở hơn nữa nhé. Đánh giá chung sự nghiệp của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ 6 này: 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ 6 này là số 2, số 8, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Ngọ. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này, cái vận trình của bạn tuổi Ngọ, bạn đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc. Cái điều này làm cho bạn tuổi Ngọ rất dễ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh với nửa kia của mình nhé.
Vợ chồng khi bất đồng ý kiến vốn là một cái việc rất bình thường. Và bạn tuổi Ngọ, bạn đừng quá nóng nảy nói ra những cái lời gây tổn thương cho bạn đời của mình đó. Một khi chiến tranh lạnh xảy ra, bản mệnh tuổi Ngọ nên là người chủ động xuống nước, không nên làm lơ hoặc là chờ đợi người ấy nhận lỗi với mình trước bạn tuổi Ngọ nhé. Mâu thuẫn kéo dài chỉ khiến cho cái bầu không khí thêm phần căng thẳng, con cái của bạn cũng phải chịu ảnh hưởng của cái việc này nữa. Nhưng trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Ngọ, ngày này may mắn là bạn đang gặp được thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn mệnh tuổi Ngọ có phần nóng nảy trong công việc, đặc biệt là với cấp trên, cho nên nếu có bất đồng ý kiến, bạn cần phải hết sức bình tĩnh, tỏ vẻ giữ vững lập trường, chớ nên kích động sử dụng những từ ngữ quá mức mà thiệt về mình đó bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc Kim, bạn đang có cái điềm báo chiến tranh lạnh với nửa kia của mình. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc Thủy, bạn nói năng có phần thiếu suy nghĩ được. Về tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc Hỏa, bạn đang có điềm báo mâu thuẫn với cấp trên. Về tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc Thổ, bạn cần phải bình tĩnh hơn khi xử lý công việc nhé. Về tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc Mộc, bạn tránh cái sự kích động nóng nảy mà chính làm tổn thương bản thân mình đó. Đánh giá chung sự nghiệp của bạn 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao bạn nhé. Về con số may mắn của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ sáu này là số 3, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu đỏ. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi thứ sáu ngày 31 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Mùi. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mùi ạ, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Mùi, bạn đang gặp được ngày có thiên ấn phù trợ. Cái điều này làm cho cái vận trình của bạn tuổi Mùi, bạn có được một ngày làm việc rất chi là hiệu quả nhé. Bản mệnh của bạn tuổi Mùi thể hiện được những cái điểm mạnh của mình đúng lúc, đúng chỗ, khiến cấp trên tán thưởng và đồng nghiệp cũng phải khâm phục bạn. Công việc của bạn kết thúc một cách rất chi là tốt đẹp luôn đó. Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mùi, bạn là người nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc, vì thế mà lãnh đạo luôn tin tưởng và giao cho bạn những cái công việc quan trọng nữa bạn tuổi Mùi nhé. Và bạn tuổi Mùi, bạn hãy sắp xếp kế hoạch làm việc cẩn thận để công việc của bạn đạt được kết quả cao nhất nhé. Và xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mùi, bạn trong ngày này rất thích hợp để cho bạn cầu tài hoặc là ký kết hợp đồng. Bạn có thể tìm được những cái mối đầu tư rất chi là đáng giá hoặc những đối tác đáng tin cậy. Bạn hãy tiếp tục duy trì cái mối quan hệ này bạn tuổi Mùi nhé. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, bạn làm việc rất chi là hiệu quả. Về tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, bạn được đồng nghiệp ngưỡng mộ, cấp trên tán thưởng nữa đó. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, bạn là người có trách nhiệm. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, bạn hãy sắp xếp kế hoạch làm việc thật chi tiết và hiệu quả nhé. Về tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, bạn trong ngày này rất thích hợp cho cái việc đầu tư đó. Đánh giá chung về sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này là số 1, số 8, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ,
màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi thứ 6, ngày 31 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Thân. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thân đó, cho chúng ta thấy là trong ngày này, cái vận trình của bạn tuổi Thân đang có cái điềm báo bạn đang gặp ngày ngũ hành tương hại, cho nên bạn tuổi Thân đang phải trải qua một ngày không được bình yên nhé. Ngày này với bạn tuổi Thân, bản mệnh dễ vướng phải những cái chuyện thị phi không mong muốn do tiểu nhân quấy rối gây ra cho bạn. Những ai không hiểu rõ về bạn, bạn có thể hiểu lầm họa nhé. Và trong ngày này với bạn tuổi Thân, bạn đừng có quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng đó. Bạn cần phải bình tĩnh và dùng thực tế chứng minh cho mọi người thấy bạn là ai. Đến lúc đó, kẻ tiểu nhân cũng sẽ hết đường tác oai tác quái và phải để yên cho bạn thôi, bạn tuổi Thân nhé. Trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thân á, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành kim sinh cho thủy vượng, cho nên mệnh chủ luôn được nửa kia tin tưởng và ủng hộ vô điều kiện cho bạn. Và bạn tuổi Thân, nếu công việc của bạn có gặp bế tắc, bạn đừng có ngần ngại tâm sự với nửa kia của mình nhé. Hai người cùng suy nghĩ hẳn sẽ là tìm được cái hướng giải quyết một cách nhanh chóng, phù hợp hơn cho bạn. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, bạn gặp chuyện thị phi. Về tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, bạn đang có cái điềm báo tiểu nhân hãm hại. Về tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, bạn cần phải chứng minh bằng năng lực thực tế cho mình nhé. Về tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, bạn được nửa kia ủng hộ. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, bạn cần phải tâm sự với nửa kia của mình nhé. Đánh giá chung, sự nghiệp của bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này là 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này là số 1, số 4, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi thứ 6, ngày 31 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Dậu. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Dậu, bạn đang gặp ngày có ngũ hành kim sinh cho thi vượng. Cái điều này làm cho cái mối nhân duyên của bạn tuổi Dậu khá chi là tốt đẹp, đặc biệt là với những ai chưa lập gia đình, bạn có thể gặp gỡ được một vài đối tượng tiềm năng. Và bạn tuổi Dậu, bạn hãy cho họ cơ hội cũng như là cho mình cơ hội được tiếp xúc và trò chuyện với nhiều người hơn bạn nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Dậu, nếu như các bạn nào đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng và thấu hiểu đối phương, cho dù có những cái lời đồn thổi bóng gió gì đi chăng nữa, bạn cũng không lập tức nghi ngờ mà luôn trò chuyện tâm sự thật lòng với người ấy trước đó. Tuy nhiên á, trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang có cái điềm báo gặp tỵ kim chiếu mệnh. Cái điều này sẽ khiến cho bạn gặp rắc rối trong công việc của mình nhé. Một số mâu thuẫn giữa bạn với đồng nghiệp nổ ra khiến cho bạn không thể bàng quang được đó. Và bạn tuổi Dậu á, bạn hãy tỉnh táo và chủ động giải hòa với mọi người bạn nhé. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy,
bạn cần phải quan tâm hơn đến gia đình của mình. Về tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, bạn có phần được đào hoa nở rộ. Về tử vi tuổi Dậu thuộc thổ, bạn gặp được người như ý. Về tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, bạn tin tưởng nửa kia của mình. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, công việc của bạn đang có cái điềm báo, gặp rắc rối được. Đánh giá sự nghiệp của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này: 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao bạn tuổi Dậu nhé. Về con số may mắn của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này là số 2, số 6, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Tuất. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tuất đó, cho chúng ta thấy rằng là cái vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn có được một ngày rất chi là thuận lợi nhé. Bạn tuổi Tuất, bản mệnh dễ dàng thăng tiến trong công việc do những cống hiến của bạn trong suốt cái thời gian qua nữa được. Tuy nhiên, bạn tuổi Tuất, bạn còn giữ một số cái tư tưởng bảo thủ, bạn cần phải lắng nghe ý kiến, phân tích của mọi người nhiều hơn bạn nhé. Và bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, nếu như bạn có kế hoạch đi xa thì bạn nên xuất hành theo những cái hướng tốt lành để gặp được nhiều may mắn cho mình. Nếu đi hướng Tây Nam, bạn có thể nhận được cái sự nâng đỡ của thực thần và hỷ thần, khiến cho cái công việc của bạn được như ý muốn nhé. Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim. Cái điều này làm cho gia đình của bạn tuổi Tuất rất chi là hòa thuận, ấm áp. Bạn luôn là người hy sinh và suy nghĩ cho con cái cũng như là nửa kia của mình đó. Bạn tuổi Tuất, bạn sẵn sàng hy sinh những cái mong muốn cá nhân của mình, cốt là gia đình của mình được vui vẻ, hạnh phúc đúng nhá. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, bạn làm việc có phần được thuận lợi. Về tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, bạn dễ dàng được thăng tín. Về tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, bạn cần phải xuất hành đúng hướng để có thêm tài lộc cho mình nhá. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, bạn yêu thương gia đình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, bạn sẵn sàng hy sinh cá nhân cho gia đình của mình hay là cho tập thể với bạn nhé. Đánh giá sự nghiệp của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này: 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao bạn nhé. Về con số may mắn của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này là số 1, số 3, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Hợi. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Hợi á, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Hợi, bạn đang có cái điểm báo, bạn gặp ngày ngũ hành của cục diện tự hình, cho nên bạn tuổi Hợi dễ có những cái tư tưởng bi quan tiêu cực. Khi gặp những cái vấn đề khó khăn trắc trở, bạn không nên vội than thở mà cần phải giữ những cái suy nghĩ tích cực và tìm cách khắc phục ngay bạn tuổi Hợi nhé. Bạn tuổi Hợi á, mệnh chủ là người thông minh, nhanh nhẹn. Tuy nhiên, đôi khi bạn lại quá nóng vội, khiến cho những cái quyết định đưa ra không được chính xác. Nếu như không chắc chắn với cái suy nghĩ của mình nhá, bạn cần phải trao đổi ý kiến với những người xung quanh nhé. Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Hợi, bạn cũng đang gặp được ngày
có thủy sinh cho kim vượng, cho nên bản mệnh cũng có thể chia sẻ cái quan điểm của mình với nửa kia nhé. Tin rằng người ấy luôn luôn sẵn sàng lắng nghe và tôn trọng ý kiến của bạn. Bạn đừng có giấu mọi chuyện trong lòng. Cái việc này sẽ khiến cho bạn cảm thấy càng căng thẳng, mệt mỏi hơn đó. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, bạn cần phải, bạn đang có cái điềm báo, có suy nghĩ bi quan. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, bạn thông minh nhưng có phần nóng vội đó. Về tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, bạn dễ dàng đưa ra những cái quyết định không chính xác nhé. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, bạn tâm sự với nửa kia của mình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, bạn đừng có giấu giếm mọi chuyện ở trong lòng nhé. Đánh giá chung sự nghiệp của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này: 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Hợi: số 2, số 5, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh lam. Quý nhân phù trợ: tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.